Được rồi, có ai muốn lên bảng thử làm bài không? Yes, đừng nhìn tụi em. Không, đừng mà. Mình không thể chịu nổi áp lực này. Không thể. Jared. Em á. Cố lên bro. Của em đây. À ha. Để em thử ạ. Cô ơi, bút hết mực hay sao ấy ạ? Ừ, thế thử đồng bút này đi. Ôi, thế thì tiện quá. Chắc em sẽ thử lại xem sao. Kevin, Dê, Kiu, tớ chết toi mất. Của cậu đây. Hả? Quả cam á? Bắt lấy. Oops, thử sao? Trông thế này nhỉ? Mình cảm nhận được nhịp điệu. Quẩy lên cam ơi. Sao phải làm gì với quả cam? Mở và xoa. Mở và xoa. May mà quả này mọng nước. Mỏi hết cả tay rồi đây. Giờ sao ta? Thưa cô Hoa, em vẫn không biết được ạ. Đó ạ. Chắc chắn là bút hỏng rồi. Đưa cô xem nào. Không viết được à? Lạ thế. Ừ thôi, về chỗ đi. Cậu cứu tớ một màn thua trông thấy. Nào các em, đổi sang dùng phấn nhé. Không. Ô này, dừng lại ngay. Cậu phải trả thuế kẹo nếu muốn đi qua. Được, tớ sẽ lấy kẹo này. Kẹo mút cũng ngon phết đấy. Giờ cậu được qua rồi. Chà, kẹo này cũng ra gì đó chứ. Cậu ấy đang gác ở cửa. Hẳn phải có cách để mình đi qua cậu ấy chứ. Mình chẳng có gì cho cậu ấy cả. Khoan, thực ra trò này kiểu gì cũng thành công. Mình sẽ dùng dao để cắt đôi gumbo này. Và giờ mình sẽ cẩn thận đặt viên này vào. Tuyệt. Và nửa kia úp lại lên trên như cũ. Hoàn hảo. Sắp có bất ngờ cho cậu ấy đây. Bình tĩnh, cứ giả vờ như mọi chuyện đều bình thường. Dừng lại đó, mua thuế kẹo. Để xem cậu có gì. Chà, đành thôi, tôi có mỗi thế này. Ồ kìa, cậu định lén mang quà tớ đấy à? Chà, giờ nó là của tớ. Được rồi, vào lớp đi. Gumbo ngon đáo để đấy chứ. Ôi, mẹ ơi, Kevin, nhìn cậu hài dã man, cứ như cậu nhai than ấy, đần ghê cơ. Được rồi, kết quả bài kiểm tra của các em đây. Mong là mình làm bài tốt. Không ổn chút nào, điểm F luôn. Tôi hiểu nỗi đau của cậu, tôi cũng chuột rồi. Lắm bụi phấn thế nhở? Sao mà dùng được? Achia. Ôi trời đất ơi! Cô ra ngoài một chút, cả lớp phải trật tự nhá. Cô để điện thoại trên bàn kia bạn mình. Ê, tớ có kế hoạch này nè. Sao cứ ngồi đực ra đó? Trông cửa đi. Tớ hiểu rồi. Ok. Không có ai đâu. Ổn, mình phải triển thật nhanh trước khi cô quay lại mới được. Hoàn hảo, sẽ không thấy đâu. Về chỗ mau. Xong rồi, cô mới giặt đồ lau bảng nè. Ê, coi nè, tớ sẽ gọi cho cô. Xem nhớ. Có người gọi mình đấy à? Không biết đây là ai ta? Thôi cứ nghe rồi biết. Alo. Có ai ở đấy không? Chắc là gọi nhầm mất rồi. Các em cười cái gì hả? Thôi ngay. Dính cả lên tai của cô kìa. High five.
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Mình đã chờ lâu muốn chết. Xin chào món kẹo ngon lành. Cô gái nào bị sao vậy nhỉ? Cô ấy được bầy sói nuôi dưỡng sao? Không thèm hỏi mình chút luôn. Và mình chỉ còn lại một viên. Mình thề là cô gái này rất ác đó. Nhưng nếu cô ấy muốn chơi bẩn thì cả hai cùng chơi. Cô ấy thấy sao về việc nắm tay bị dính vào túi keo lỏng to bự này? Một khi cái túi này đầy, đến lúc rồi. Hy vọng cô ấy sẽ cắn câu. Cái quái gì vậy? Thật kinh khủng và nhấp nháp. Không phải là chân lỏng trong cơ thể chứ? Chỉ là keo thôi, cậu đúng là tiêu cực. Việc này sẽ dạy cô ấy một bài học. Các em phải học bảng tuần hoàn vì nó rất quan trọng. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thầy nói gì cũng chuẩn. Điện thoại à? Tuyệt đối không được dùng. Vâng, em biết mà. Đây, chúng em cất rồi ạ. Tốt lắm. Đợi thầy uống nước chút xíu nhá. Uống nước xong sảng khoái cả người. Được rồi, quay lại với các nguyên tố nhá. Thôi rồi, chờ một chút thầy đi hái hoa nhá mấy đứa. Còn mỗi tụi mình trong lớp. Ê, cậu có muốn trêu thầy không? Cho thầy một vố đi. Mở ra đi. Còn tớ lấy băng dính. Được rồi, dán vào miệng chai này. Sau đó đóng nắp như cũ. Trò này sẽ vui lắm đây. Quay về chỗ nhanh đi. Đập tay chúc thành công nào. Hiu. Nhẹ cả người. Cổ họng rát thế nhở? Bạn mình giảng bài say mê quái mà. Hả? Chai nước của mình sao vậy? Thầy bị lừa rồi kìa. Không giống sách vật lý dạy tí nào. Sao nước lại phản lại lực hấp dẫn như vậy chứ? Là một trò đùa sao? Ai bày ra chuyện này vậy hả? Lúc nãy trông thầy ngố lắm. Ngon lành, mình sẽ thắng trận này chắc luôn. Wow, quả bóng này đẹp thật đấy. Bé ơi, ở bên này, đá qua cho chị với. Đợi em chút ạ, trả chị này. Hay đập như bóng chuyền ta. Wow, nhìn em bé ấy chật vật thật ấy. Nè, cảm ơn nha. Chị này dễ thương ghê. Nhìn cái gì hả? Biến, ra chỗ khác chơi đi. Ai cho chú em đứng đó vậy hả? Biến mau. Oh yeah, phải ngồi cái ghế này mình mới thấy thoải mái. Chuyện gì đang xảy ra thế kìa? Khổ thân, ngồi một chỗ cũng không được yên. Mọi người biết gì không? Tớ nghĩ ra trò hay rồi á. Chỉ cần gắn sợi dây này vào quả bóng thôi. Phải dạy cho tên đó chừa cái thói bắt nạt đi. Đằng ấy ơi, cho tớ xin lại quả bóng được không? Rồi, để tớ đá cho. Tớ sẽ cho cậu thấy tài năng của vận động viên thực thụ. Ouch. Chuyện gì vậy? Thực ra tớ cố tình đấy. Ôi trời đất ơi, cái anh nó bị lừa ngã chồng bó rồi. Má ơi, rách cả quần luôn rồi kìa. Trò đáng đời. Vừa cái nét lắm. Chị giỏi quá, thật đấy. Em cảm ơn chị ạ. Này Kate, cậu đang vẽ gì đấy? Ồ, cảnh bờ biển đẹp đấy. Này, ăn miếng không? Chậm quá. Thôi mà. Làm ơn đi. Chán quá. Ồ, đúng rồi. Có hứng cho trò mới rồi. Bỏ vài màu ra khỏi bảng màu nào. Lấy kẹo mềm cùng màu. Bóc vỏ ra và nặn nó thành hình tròn. Giờ để kẹo vào đúng chỗ màu ấy trong bảng. Bạn phải nhấn một chút. Và xong. Không chia cho mình chứ gì. Mình ăn cái này.
Đừng có ăn sơn, Kate. Không, không, không. Cậu sẽ bị ngộ độc đấy. Đủ rồi. Đây, lấy của tớ đi. Cảm ơn. À, đùa thôi. Thế không, Jen? Sẻ chia là quan tâm. Ngon hơn sơn nhiều.